Kênh LTK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú các anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với cơ sở Hòa Kiển Công Danh, địa chỉ ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long để giao lưu một số phôi trang. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với cơ sở Hòa Kiển Công Danh. Dạ chào anh Danh. Rồi xin chào. Cây kiển Công Danh xin chào quý anh chị em đang xem kênh LTK Bonsai ạ. Em tên là Công Danh ạ, số điện thoại của em là 0965188838 ạ. Đây cũng là số Zalo của em ạ. Em ở Bình Tân, Vĩnh Long ạ. Hôm nay em có về một số trang phôi với chùm nu mà chưa thủy chùm nu với bông trang tàn để giao lưu với anh chị em, mong cho em xem clip và ủng hộ em ạ. Bây giờ em xin phép vô cây số 1 ha. Cây số 1 này trang phôi nha anh chị em, trang vàng lá nhỏ. Cây này có dáng lắc nha anh chị em. Cái này cũng già cây lắm rồi. Nó nứt nhỏ chứ này. Em xin rồi, chiều cao là 21 ạ. Hoành cũng 21 luôn anh chị em ơi. Này trang vàng nha anh chị em. Trang vàng lá nhỏ. Này mã số 1 có giá là 700 ngàn ạ. Em xin đổi cây ạ. Cây số 2. Cũng trang vàng lá nhỏ luôn nha anh chị em. Này nếu mà bỏ thằng này là dán lắc nha anh chị em, nghiêng. Này chiều cao là 26 ạ. Hoành em hoành 23. Mã số 2 có giá là 750 ngàn ạ. Em xin đổi cây ạ. Rồi, cũng trang, cái này trang cam nha anh chị em. Trang cam lá nhỏ. Này cũng già cây lắm rồi. Nứt, nở hết trơn rồi nè. Nở cũ hết rồi. Chiều cao 32 ạ. Hoành nó 20 ạ. Này đế nở nha anh chị em. Này mã số 3 có giá 800 ngàn ạ. Rồi em lên cái số 4 ạ. Này dán bay nha anh chị em. Này cũng nở cây lắm rồi. Chiều cao 25 ạ. Em sơ hoành trên đây nha. Hoành trên cái cũ là 18 ạ. Này có giá 550 ngàn ạ. Rồi tiếp theo là cây số 5. Cũng trang vàng lá nhỏ luôn nha anh chị em. Này cũng già cũ lắm mà. Chiều cao 22 ạ. Vị trí hoành đó nè anh chị em ơi. 25 ạ. Này nở cũ lắm rồi. Này có giá 700 ngàn ạ. Này cũng trang vàng luôn anh chị em, trang vàng lá nhỏ luôn. Chiều cao 24 ạ. Hoành của nó là 18 ạ. Này mã số 6 này có giá là 650 ngàn ạ. Tới số 7 ạ. Chiều cao 22 ạ. Hoành nó là 19 ạ. Này cũng trang vàng nha cha em. Này có giá là 600 ngàn ạ. Ủa này cũ nở quá trời. Này số mã số 8 nha. Mã số 8 cũng trang vàng luôn anh chị em ơi. Này nguyên một cụm đế nở quá trời. Chiều cao 21 ạ. Nở ra tới đây luôn. Nở cũ quá trời nở. Em đo cái hoành của nó nha. Cái hoành nó 24 ạ. Này có giá là 750 ngàn ạ. Xin đỡ cây ạ. Rồi cái cây số 9. Cũng trang vàng luôn. Chiều cao 22 ạ. Đây hoành của nó. Hoành nó 21 ạ. Này có giá là 700 ngàn ạ. Cây số 10.
Cái này cây số 10 em cắt hơi cao anh chị em, về thấy còn cắt xuống được nữa nha anh chị em, cắt xuống phôi nhỏ xíu nữa cũng đẹp lắm. Cho chị em vậy coi sửa vừa ý lại chút cũng được. Này chiều cao 28 ạ. Hoành là 23. Này nở lắm rồi anh chị em ơi, nở đế lắm rồi. Này có giá là 650.000 ạ. Này cũng dáng bay đây, cây mã 11 đây, cái dáng bay anh chị em ơi. Rồi cái bài nó là 24 ạ. Quạnh nó là 21 ạ. Này cũng chân vàng luôn nha anh chị em. Mã số 11 có giá 500.000 ạ. Cái này mã số 12. Cũng chân vàng lá nhỏ luôn. Chiều cao 26 ạ. Hoành là 20 ạ. Này có giá là 700.000, này cũ nở lắm rồi nghe anh chị em. Già cây lắm rồi. Mã số 13. Cái này chăn cam nghe anh chị em, này chăn cam. Chiều cao 22 ạ. Hoành của nó 15 anh chị em ơi. Này có giá 450.000 ạ. Này chăn vàng, chăn vàng lá nhỏ. Này già cây lắm rồi, nở cổ cái đủ quá trời rồi. Này chiều cao nó 20 ạ. Hoành nó là 25 ạ. Tổng hoành nó 25 ạ. Này có giá là 700.000 à, mã số 14 ạ. 15. 15 này cũng chăn vàng. Dáng bay. Chiều cao 26 ạ. Cái hoành em đo trên đây là nó là 16 ạ. Em đo cái hoành cũ nó. Hoành cũ nó 22 ạ. Này cũng chăn vàng nha anh em, mã số 15 mà có giá 500.000 ạ. Cái này chăn đỏ nha anh chị em, chăn đỏ lá nhỏ. Chiều cao 26 ạ. Cái hoành này có 15 anh em ơi. Này có giá 450.000 ạ. Này mã số 17 cũng chăn đỏ luôn nha anh chị em. Chiều cao 20 ạ. Này nó sát đây em đo. Xích ở trên hoành trên đây là nó là 23. Này chăn đỏ luôn nha anh chị em. Này mã số 17 ạ, có giá 450.000 ạ. Mã số 18 này là chăn vàng. Chiều cao nó 19 ạ. Hoành nó là 21 ạ. Này có giá 550.000 ạ. Mã số 19 cũng chăn vàng lá nhỏ luôn nha anh chị em. Chiều cao nó 22 ạ. Em ơi, cái hoành xích này là 27 ạ. Hoành 27 ạ. Này chăn vàng lá nhỏ có giá 600.000 anh chị em. Này mã số 19 ạ. Rồi mã số 20 cũng chăn vàng luôn. Chiều cao 21 ạ. Hoành cũng 21 luôn. Có giá 600.000 ạ. Này mã số 20 ạ. Mã số 21. Một cốt. Chiều cao 20 ạ. Hoành nó 17 ạ. Này chăn cam nha anh chị em. Này chăn cam có giá 450.000 ạ. Đây là chăn vàng mã số 22. Chiều cao nó 22 ạ. Hoành nó cũng 22 luôn chị em ơi. Này có giá 600.000 ạ.
này mã số 23 trang vàng, dáng bay bay xíu, là chiều cao 27 ạ, hoành nó 19 ạ. Này có giá 650.000 anh chị em ơi. Mã số 24 trang đỏ nha anh chị em. Này trang đỏ. Có giá chiều cao 24 ạ. Em đo hoành xích trên đây thì nó có 18 à, nhưng mà em đo cái đế cũ nè. Cũ nó 25 ạ, 24 ạ. Này trang đỏ nha anh chị em. Này có giá 550.000 ạ. Mã số 25. Mã số 25 này trang vàng. Cái cũ này nở tới hết bầu luôn. Chiều cao 23. Đây, hoành của nó. Hoành của nó 24 nè. Này có giá 650.000 ạ. Mã số 26. Mã số 26 này cũng là trang vàng luôn anh chị em ơi. Chiều cao 27 ạ. Hoành nó 24 ạ. Này có giá 600.000 anh chị em ơi. Mã số 27 cũng trang vàng lá nhỏ luôn cho em ơi. Này trang này già lắm em chứ, già cũ lắm à. Chiều cao 25 ạ. Cái hoành trên đây là nó 15 ạ. Em đo cái hoành cũ nó nè. Hoành cũ nó 26 ạ. Này trang vàng nha anh chị em, trang vàng lá nhỏ, mã số 27 giá 650.000 ạ. 28 này cũng trang vàng nha anh chị em. Chiều cao nó 28 luôn. Này già lắm, già, già của hoành nó 22 ạ, à, nó qua cái bầu cứng bầu luôn, già. Này có giá 600.000 anh chị em ơi. Này mã số 29 dáng bay nha anh chị em. Cái củ nó giáp bầu luôn, củ nở quá nở luôn rồi nè. Mã số 29. Chiều cao nó 18 ạ. Cái hoành của nó hết biết bự rồi nè, củ. Cái hoành nó là 27 anh chị em ơi. Này có giá 750.000 à. Này trang vàng luôn anh chị em. Này mã số 30 cũng trang vàng luôn, trang vàng lá nhỏ. Chiều cao 24. Hoành nó là 19. Này có giá 650.000 anh chị em. Mã số 31 cũng trang vàng luôn. Mày quá trời cái cũ rồi. Chiều cao nó 22. Cái hoành của nó là 25. Này mã số 21 có giá 700.000 anh chị em ơi. Mã số 32 cũng trang vàng lá nhỏ luôn. Này chiều cao nó 22 ạ. Hoành nó cũng 22 luôn. Này có giá là 650.000 ạ. Mã số 33. Này căn vàng lá nhỏ luôn. Này chiều cao nó 28 ạ. Này hoành nó 20 ạ. Này có giá 800.000 ạ. Tiếp theo là em trang tàn nha. Trang tàn bông bông đỏ lá nhỏ nha, trang tàn bông đỏ lá nhỏ. Này chiều cao của tới mặt chậu là nó 45 ạ. Tán ngang nó 41 ạ. Em đo cái
Đế nha, đế. Mười sáu ha anh chị em ơi. Cái này trang tàn, bông đỏ lá nhỏ. Cái này mã số 34 giá 450 ngàn cho em ơi. Cái này cái đế dưới đây nó bự lắm tại vì cái đất nó lấp lại rồi. Xuống xuống đó cây ạ. Mã số 35 cũng trang tàn. Bông đỏ lá nhỏ luôn nha anh chị em. Chiều cao nó là 46 ạ. Em đo cái tán ngang cái. Tán ngang nó 45 ạ. Em đo cái hoành. Hoành nó 16 anh chị em ơi. Này cái củ dưới đây nó đỏ lắm nha anh chị em. Tại vì nó đất nó lấp lại nè. Cái củ ở đây đỏ lắm. Nằm trong chậu nó. Này mã số 35 cũng giá 450 luôn nha anh chị em. Rồi tới mã số 36 cũng trang tàn luôn. Trang đỏ. Chiều cao 40 ạ. À. Tán ngang nó 42 ạ. À. Này cũ nó hoành nó là 19 ạ. À. Này mã số 36 có giá cũng 350 ngàn luôn nha anh chị em. Ở 450 ngàn em xin lỗi không lộn. Tiếp theo là cây mai chiếu thủy trung lưu đặng keo nha anh chị em. Này sống khỏe ra tược quá trời nè. Bông này bông thơm lắm nha anh chị em. Em đo chiều cao 51 ạ. À. Em đo cái hoành nó là 19 à. Này mã số 37 có giá 700 ngàn anh chị em. Đây, mã số 38 này lùng lực. Chiều cao 47. Hoành nó là 20 ạ. À. Này à, mã số 38 có giá 600 ngàn ạ. À. Em xin đổi cây ạ. À. Mã số 39. Cũng trung lưu đặng keo luôn. Chiều cao nó 62 ạ. À. Hoành nó 16 ạ. À. Này mã số 39 này có giá là 500 ngàn anh chị em. Mã số 40 là cũng mã số hết clip của em nha. Cũng trung lưu đặng keo luôn. Mai chiếu thủy trung lưu đặng keo. Mã số 40 là cũng mã số hết clip của em. Chiều cao 59 ạ. À. Hoành nó 17 ạ. À. Mã số 40 này có giá là 450 ngàn ạ. À. Cũng mã số 40 cũng hết clip rồi. Em xin cũng kính chúc anh chị em ha. Một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn anh chị em clip sau. Xin chào ạ.